Mình đã nhận được hơn 100 câu hỏi về cách quay video như nào để ra được căng bóng như này. Đây là công thức bí mật của mình đó. Vì quý mọi người lắm nên mình mới chỉ cho mọi người nha. Để quay video mà ra được sáng, được bóng lên thì bước quan trọng đầu tiên là mọi người phải set up ánh sáng thật là đầy đủ nha. Ví dụ nhà mọi người quay ấy, có đèn điện thì mọi người cứ bật lên cho mình. Và thứ hai thì mọi người chú ý là mọi người có thêm một cái đèn livestream hoặc đèn softbox chẳng hạn, hoặc bất kỳ cái đèn nào mà có thể chiếu trực diện vào người mình và mặt mình như này. Đó thì da của mọi người mới sáng được. Đây như mình hay sử dụng là cái đèn softbox như này nha. Đó, mọi người có thể sử dụng cái đèn như này hoặc là sử dụng cái đèn nào mà nó nhỏ hơn nhé. Và điều cần chú ý thứ hai là mọi người nên sử dụng các loại cushion hoặc phấn nền mà nó có hiệu ứng căng bóng tức thì trên da. Thì da của mọi người lúc chụp ảnh hay quay video thì nó sẽ căng bóng và nó bóng lọng lên luôn nhé. Giống như loại cushion mình hay sử dụng là loại cushion Gila này thì nó có hiệu ứng trên da tức thì luôn. Đó, mọi người có thể nhìn thấy sự khác biệt đây nha. Đây là hai mẹo mà mình hay sử dụng để mình quay video. Mọi người có thể tham khảo hai mẹo này nha để có video đẹp hơn nhá.